Mời mọi người nâng ly. 1, 2, 3. Xin chào. Tất cả những món ăn này là do Phong Tài và Thả tự nấu đó. Bây giờ chúng ta nâng ly lại nha. 1, 2, 3. Ê, xin chào. Nhà chị đông vui quá. Mình ra phụ đi anh. Hay là hai tụi em mua thêm đồ ăn nha anh chị. Yên tâm đi, anh chị đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Đây. Wow, tủ lạnh nhà chị có hai ngăn mát luôn. Chị đã chuyển đổi ngăn đông thành ngăn mát á. Hay quá, tủ lạnh nhà em đâu có làm được. Nhưng mà tủ lạnh Samsung Twin Cooling Plus thì làm được điều đó. Vì có tới hai dàn lạnh độc lập nên dễ dàng chuyển đổi nhiều chế độ sử dụng, giúp chị có thêm nhiều chỗ dự trữ thức ăn cho những dịp tụ họp như thế này. Xin mời tất cả. 1, 2, 3.